Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Chỉ một chớp mắt thôi là thứ ba thì đến rồi, thứ bảy thì mau chạy về đi. Năm Thu lại quay trở về cái khu vườn kiển quen thuộc của Nguyễn Nhân, tọa lạc tại số 267 trên 1 đường Phan Huy Ích, để thứ nhất là chào giá, thứ hai là quay những cái cây, những cái mẫu cây, những cái chủng loại cây đẹp để chia sẻ cùng các bạn. Chắc để cho các bạn có một cái sự lựa chọn cho riêng mình á. Thì hôm nay thì cái chương trình báo giá ngày thứ bảy, hôm nay thứ bảy vào ngày 22 phải không Hằng? Thứ bảy 22 tháng 12, chúng ta lại gặp lại cái những cái khuôn mặt quen thuộc. Đây, những khuôn mặt quen thuộc, Thu xin giới thiệu cho các bạn. Rồi, hello Hằng, dạ. Hôm nay mình có gì mới không Hằng? Dạ, em chào anh Năm. Dạ, chào chú bác anh em ủng hộ vườn kiển Nguyễn Nhân vừa qua. Dạ, xin chào. Đây là Hằng, bà chủ đó ha. Dạ. Còn kia là con bé Vi, con bé áo màu cam bé Vi. Dạ. Và con bé quen thuộc nước tôi lưng với con. Chào với con, đây cô bé Bích rất là dễ thương, rất là dễ dãnh ha. Rồi, nói chung là cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ các cháu để cho nó tập cái vận động cho nó quen đó mà. Chứ muốn ném đá Năm Thu, cứ bảo Năm Thu ác quá, bắt cho bé về chậu ha. Tập thể dục cho nó khỏe con ha. Từ từ các bé sẽ quen dần trong cái việc mà báo giá cũng như là đo thông số cây các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ hai bé ha. Rồi, Hằng ơi, hôm nay vườn kiển mình có gì mới không em? Dạ, cũng như thường lệ thì cũng như cây như thường lệ. Nay cũng có về mấy cái cây nó, nói chung là hồi đó giờ vườn chưa có bán, chứ không phải là một số mẫu cây lạ khác thì có, nhưng mà vườn nay mới về và mới nhập về. Dạ. Dạ, giờ bắt đầu báo giá hả? Trước khi báo giá em phải cho biết cái số điện thoại và vườn của mình và cách thức bán hàng. Cách thức bán hàng có gì thay đổi không? Dạ, cách thức bán hàng thì cũng như thường lệ là chú bác anh em ở xa thì chuyển tiền trước. Bên vườn em giao cây, khi cây có chết thì bên vườn chuyển tiền hoàn trả lại cho chú bác anh em. Bao sống không? Dạ, bao sống á. Bao chín luôn không? Trời ơi, sao được cả năm, cây chết sao lấy tiền được. Bao sống và bao chín luôn không? Không, bên đây thì em bán bao vậy. Cây thí dụ có da chậm, chú bác anh em không có phải lo. Thí dụ cây chết thì điện thoại chụp vô, thì bên đây em sẽ chuyển tiền ra trả lại. Rồi, dạ. Rồi cho số điện thoại nào, cho biết dạ, số điện thoại. Kiển Nguyễn Nhân, số điện thoại là 070-3652-980. Địa chỉ 267 Phan Huy Ích, phường 14, Gò Vấp, đối diện cây xăng Anh Thư. Rồi, không làm mất thời giờ của bác anh chị nữa Hằng ơi. Em đi dạ, bắt đầu báo giá anh ha. Báo giá đi, đừng được mất thời gian của bác anh chị. Hai đứa bắt đầu ấy cây đi ha. Giờ Sam đi. Cây đầu tiên. Cây lớn, cây nhỏ thôi. Cây đầu tiên thì cái hàng này là hàng mới hay hàng tồn đọng của từng rồi? Không, cây nào mới không mà năm ơi, từng toàn rồi. Toàn bộ hình như là mới. Nói chung là kiển em là từng rồi, thứ ba, thứ tư là khách điện là không còn cây đâu. Đó, như là cái cây là những cái mẫu hàng các bạn thấy nó quen thuộc nhưng mà thật ra nó là về mới liên tục. Là em nói là từng nào cũng cây y chang như vậy, về mới liên tục luôn. Nên vườn em thứ ba, thứ tư thì khách điện không còn cây nữa. Rồi, như là cái cây ở tay của con bé Vi cầm thì cây đó thì bao nhiêu? Này là xanh trái anh, này là 600 một cây. Con xe nhẹ quá cái bé Vi. Là nhiêu? 600 ngàn một cây. 600, còn cây của con Bích bé Bích này? Cũng 600 một cây. Cũng như là mỗi cây mỗi kiểu giá. Bích con xe nhẹ cái cây qua cái cho cô bác anh chị để thấy hết ha. Này là xăm trái, bao trái nha Năm nha. Bao trái là sao? Là có trái bông thì mình khách ta trả là mình chứ. Vậy hả? Chậu bữa này cây xăm trái với bao trái Năm. Bao trái không nổi ha. Rồi, rồi còn cái kia nữa không? Dạ, tiếp nữa. Tiếp nữa. Đợt này chúng ta phải tranh thủ làm nhanh tí Hằng ha. Nhiều quá anh Năm ha. Cái đợt vừa rồi tranh thủ cái nào phải tranh thủ. Nãy mình quên mình đo chiều cao nó cái. Trời ơi. Rồi, em đo em cũng được anh Năm. Rồi đo chiều cao. Đo chiều cao cái. Đo chiều cao cái cây nãy hai cây nãy là một cao nhiêu? 18 anh Năm. Cao 18, dài bao nhiêu? Rộng bao nhiêu? Cây thước này cũng mới quá. Em phải coi được cho kỹ ấy nha, không phải anh Năm nó lạ hơn á. Để mình đo mình nói cho chính xác 27 anh Năm nha. 27 rồi. Dạ. Còn một cây nữa là tán nó 24, ít chiều cao 24. Tán thì 23. Rồi, đó hai cây này. Mới nó cũng phải ấy. Đó hai cây. Bao nhiêu nè? Cây đó hả? Cây này á thì 10 anh Năm ơi. 10. Khoảng 10, khoảng 10. Khoảng 10. Chiều cao. Tán nó bay bay qua gì đó vậy đi. Án cũng được cây nhỏ. 30 ha anh ha. 30. Dạ. Bích cầm dơ xa lên để cho bác Năm thấy bác Năm dễ quay hơn. 20 chiều cao anh Năm nha. Rồi, cây kế tiếp. Dạ. Cây này nhẹ nhàng mấy huynh đài, mấy huynh cứ cự mình hoài, bảo cho bé bê cái cây nặng quá, bé tuổi 17 bé gãy sừng trâu, cây nặng thua gì. Rồi, kế tiếp, cây kế tiếp. 10 nha anh Năm. Rồi. Hoành 10. Chiều cao thì 24. Rồi, mỗi cây độ nhiêu đây? Tán rộng thì hơi tính 20. Mỗi cây nhiêu? Mỗi cây chiều rưỡi anh Năm. Cây chiều bao rưỡi. Trái luôn nha anh Năm nha. Con đưa lên cái coi. Đưa lên đi con.
à đó ta ngang tầm à ngang ha. À đây cây đẹp mà người cũng đẹp ha. Rồi thôi mình trao giá tiếp đi. 1,5 triệu cho năm nha. 1,5 triệu. Hằng ơi, dạ. Chị hỏi cây gì bao nhiêu tiền nè? Cây này. À. Chị hỏi giùm em đi, bây giờ em đang bán giá làm vậy nó hồi bị lộn giá. Hai ha, lấy trao giá ở đây là con. Rồi. Năm ơi. Tiếp tục. Cây này cái lô mai chiếu thị. Lô mai chiếu thị. Nó rẻ hơn từng rồi nha anh Năm nha. À, mai chiếu thị. Dạ, 200.000 một cây. 200.000 một cây, 200.000 dạ. Một cây. Dạ. À. Bây giờ em đo hoành nhanh năm nha. Mà cái lô mình về nhiều không Hằng? Dạ nhiều anh. À. Lô này được chắc cũng mấy chục cây á. À. Tuần rồi em hết sớm lắm anh Năm ơi. À. Rồi mới thứ ba hết rồi. Cái này tính hoành 10 thôi nhanh năm nha. À tính hoành 10. Dạ. À, chiều cao chưa? Chiều cao tính 23. 23. À. Tán rộng thì 28. À được chào giá bao nhiêu đây? Dạ 200.000 cây anh Năm. Cây nào cũng 200.000 hết. 200. Bây giờ bởi em lấy có cây lớn cây nhỏ bóc lại mà ra anh. Mình lấy 21 cây tiêu biểu, một cây lớn và một cây nhỏ đúng rồi. Không? À để chia sẻ với bạn tại vì nguyên một lô đồng giá. Cái này hoành 18. Hoành 18 cao nhiêu? Nói chung bóc đại anh Năm ơi, chứ em không có ấy đâu, mới có 200.000 à. Cái này tính 25 chiều cao anh Năm. À 200.000 chỉ hơn nửa thùng bia thôi ha. Dạ. Tán thì 30. À tán 30. Anh Năm biết sao không? Bây giờ bóc đại gì mà. Rồi. Hỏi hai cây con bé mừng, em không nhớ thì này là em bóc đại chứ em đâu có lựa gì đâu. Rồi. Có 200.000 cây rồi, nha. Rồi tiếp tục đây, mình tiếp tục mình chia sẻ ở đâu. Rồi, tiếp luôn. Lô xanh này thì này bắt được có 30 cây thôi. Đứng đó luôn Hằng ơi, đứng đó luôn. Ở đây ra mất công mất thời gian. Cái này là tiêu biểu đây Năm ơi, à, cái tiêu biểu mà. 100.000 một cây thôi, lô kỳ này rẻ luôn. Đây các bạn ơi, cây linh sam này, phôi linh sam này dành cho các bạn mới bắt đầu chơi. Đây là dạ. Một cái giá. Anh Năm cái tầng kia thì tới 200 à. Nhưng mà tầng này em bắt rẻ em bán rẻ có 100.000 cây à. Nói chung thì nhà vườn nếu mà tuần nào bắt hàng được rẻ thì nhà vườn bán rẻ. Dạ. Nếu mà có đợt nào khan hiếm hàng hơi cao thì các bạn thông cảm ha. Dạ. Cái đó là cái tiêu chí nha. Lý rẻ thì mua rẻ. Để như là một dạ. Tuần nào bán sạch dạ. Hết tuần đó chứ không để tồn động. Rồi. Mỗi một cây tuần giá chỉ 100 thôi phải không? Dạ, đây là một cái giá là rất xin duyên năm nhất đó các bạn. Rồi xin mời cây tiếp. Cái tiếp đó linh sam. Rồi, tới giờ sâm hương. Này sâm hương hả? Dạ. Bắt. Rồi, con lùi trong cho nó dậy. Vô dạ. Ra ngoài bắt năm dễ quay, em không, bưng cái, ra. Cái, cái đứng, luôn ha. À, đứng đó luôn. Rồi bắt đầu đo à, anh Năm. Đo anh Năm ha. Rồi đó tiêu biểu đây là cây sâm hương. Tiêu biểu thôi nha anh Năm nha. Là cái lô mình nhập gì nhiều không? Được có mười mấy cây anh Năm ơi. À nhưng mà đồng giá hả? Đồng giá anh Năm. Nếu mà đồng giá các bạn thông cảm, đồng giá thì mình chỉ chia sẻ hai cây thôi, lấy đúng rồi. Cây lớn nhất và cây nhỏ nhất. Cây lớn nhất và cây nhỏ nhất các bạn ha. Hoành 30 nha anh Năm. À rồi. Chiều cao tính 20 thôi. Rồi. Tán rộng thì tính thôi 28 được anh ơi, cái nào cũng hay chừng hao cái. Lấy cây nhỏ, đo chích tới cây nhỏ. 1 triệu cây nhanh nha. 1 triệu, 1 cây. Dạ, bây giờ mình đo tiêu biểu đi Năm ơi. À. Cho nó nhanh. Cây nhỏ của bên công viên cầm. Thì có cái này có khi em đo tiêu biểu. Ừ. Hoành 25. Hoành 25, à. Con để xuống con cầm chi cho nặng. Cao 10 nha anh. À, cao 10, nó ngang vô. 23 anh Năm, à, 23, rộng. 1,1 triệu. 1,1 triệu là đã chia sẻ cây lớn nhất và cây nhỏ nhất trong cái lô hàng đồng giá là 1 triệu. Dạ. Rồi tiếp tục đâu nè Hằng ơi. Rồi anh ra ngoài trước này đi anh. Ừ. Ra trước này đi mình về. À, cây này cái gì lá nó đỏ rồi. Sơn liễu anh Năm. Lá nó đỏ là nó sao? Nó dạ. Già nó đỏ hay nó non? Nó loại sơn liễu rủ nó vậy anh Năm ơi, sơn liễu này. Cái lá non nó đỏ hay lá già nó đỏ? Em thấy nó rủ xuống cũng đẹp lắm, em cũng không biết nữa. Không biết. Em thấy đẹp đẹp em mua về bán mà. Thấy đẹp đẹp mua phải không? Ờ, nói chung thấy đẹp đẹp mua về bán. Cũng lý lịch gốc tích thì cũng không biết luôn phải không? Thấy nó đẹp, nó đẹp mua phải không? Nói chung là cái này anh thấy đó gì vườn cũng đâu bán đâu. À, không nó đâu cây, có vài không, cây gì mà đẹp. Nó rất dễ thương các bạn. Có 200.000 cây anh Năm. À, chiều cao nó có tầm khoảng chừng 3 là chiều cao rồi. Em đo chiều cao được hả Năm? Đo chiều cao rồi. À, chiều cao 25 anh. À cây này rất đẹp ha, cây rất đẹp. Rồi tán rộng cũng 25 anh Năm. Đây là mỗi cây mỗi một vẻ nè các bạn dạ. Ha. Nếu mà cây này mình chào hàng thì mỗi cây 200.000 anh Năm. À, cây là 200.000. Dạ. À cây 200.000 rất là rất đẹp ha. Rồi, xin xong rồi xin mời cây kế tiếp. Cũng là lô mai chiếu thị. Sơn liễu. À, dạ, lô này 200.000 cây. Dạ. Đó năm em lại bắt đại lên à, chứ đâu có chi. Cứ không dạ. Có lựa chọn cứ chọn bắt đại cây lớn nhất và cây nhỏ nhất ha. Dạ. À. Bây giờ anh biết sao mình lợi mình lựa cây đẹp quá. Đây cây mai chiếu thị này, mai phôi 200.000 dạ. Một cây các đây bạn ha. Nước kẽm rồi mình vô à, nước nữa là ấm tàn 15, năm. Cao tầm 15 dạ. Mà. Là cái gốc nó cũng khá mập á. À. Dạ. À. À, cao thì 15. Đúng rồi, chờ tao rờ nó biết liền. Rờ là biết liền. Chị hao anh Năm ha. À. Vậy chứ em phải đo cái gì cũng chị hao. À. Cái này tính 28 đi. 28. À. Tán rộng. Tán rộng tính 25 thôi Năm ơi. Rồi, 400.000 cây. 400.000 cây hả? Dạ. À, 400.000 cây bà ha. Cây của công viên cũng đẹp. À. À, rồi.
Rồi để xuống đây con. Rồi, 400.000 cây. Giờ bắt đầu mình từ đây để bắt đầu mình quay lên với anh Năm nha. Cho đỡ mất thời gian anh ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bắt đầu đó nè con. Thời giờ là vàng ngọc. Đây, đi thước con nè. Thước nào bây giờ đó. Tới xăm 86 xăm viên đó nè. Đây. Bích vô đo hoành. Đưa đứa này, đưa. Rồi. Rồi, đây là cây xăm 86 viên hả? Dạ, viên anh. Rồi, bích con báo cáo hoành đi con. Cây số 1 anh Năm ha. À, cây số 1. Thì lúc anh em hỏi tại sao không ghi số từ cây vườn quá nhiều, nó là lô không à? Lô đi. Thành ra nếu mà cái này hoành 20. Hoành 20. Rồi, được rồi. Có công vi ra chiều cao với tán rộng. Cao 60. Tán rộng bao nhiêu? Tập lớn luôn nha con. Tán rộng ra tới 60 không? Ra tới 60. 60, tán rộng 60 phải không? Kéo ra nữa đi, kéo ra tới 10 đọt luôn. Tán rộng 70 à. Cây số mấy? Cây số 1 phải không? Được dạ. Chào giá là bao nhiêu đây? Chiều cao 60. Chiều tán phủ xuống 70. Không, cây số 1 được chào dạ, giá bao nhiêu? Là 6 triệu anh ạ. 6 triệu. Rồi dạ. Tiếp tục chia sẻ với các bạn là cây số 2 này tán bay phải không? Dạ. Đây, cây hoành bao nhiêu đây? Dạ, hoành 18. Hoành 18 còn con bao nhiêu con? Đúng rồi. Hoành 18 hả? Rồi, chiều đúng cao. Cao 55. Cao 55 là bay. Tán bay nhiêu? Tán bay 100 và cây số 2 được chào giá là bao nhiêu? 6 triệu anh ạ. Cây số 2 được chào giá là 6 triệu. Bích qua đi con. Bích di dời qua cây số 3 đi con gái. Đây, tán bay các bạn ha. Đây, cây này chơi tiểu cảnh đẹp. Tiếp tục chia sẻ với các bạn cây số 3 nha anh. Cây số 3. Dạ. Hoành 23. Hoành 23. Rồi có đứng rồi đó chiều cao. Đó chiều cao. Chiều cao 60. Cao 60. Tán rộng. Tán rộng bao nhiêu? Tán rộng 1m1. Tán rộng 1m1. Rồi cây thứ 3. Cây thứ 3 được chào giá. Giá 6 triệu luôn. 6 triệu bây ha. Bắt bắt ra đây bưng ra giùm hai cây sâm hinh con. Rồi. Rất già luôn. Hai cây sâm sâm hinh hả? Dạ. Sâm hinh chà được đào tạo rất là kiểu dạ. Như là chỉnh dạ. Chu rồi phải không? Dạ. Cái này là đi chơi được rồi, ôm đi chơi rồi. Rồi, cây nè. Là hai lá để kết bông đó các bạn. Dạ. Thường thường hai lá như thế này là kết bông đây. Cái này là hoành 15 anh. Cây của ông bé Vi đang cầm hoành 15 chiều dạ. Cao. Nhanh nhanh lên. Chiều cao tính 30 đi năm ơi. 30 chiều ngang. Chiều ngang 35. Rồi, cây của bé Vi được chào giá nhiêu? 2 triệu anh. 2 triệu rồi tiếp tục dạ. Chia sẻ các bạn là cây của ông bé Bích cầm. Dạ. Tính 12 đi anh. Chiều cao. Em tính chiều hao à. Dạ cái này là tính 27 thôi năm ơi. 27. Dạ. Còn cái này tính 30 đi anh. 30. Cũng cây, là 2 triệu nha năm cây, nha. Cây của bé Bích cầm cũng là 2 triệu và dạ. Cây của bé Vi cầm cũng là 2 triệu. Triệu. Các bạn dạ. Ha. Rồi. Để xuống nè con. Để xuống chúng ta tiếp tục chia sẻ những cây dạ. Kế tiếp. Cây kế tiếp là cây cần thăng, cây cần thăng, cần thăng bay. Dán bay. Dán bay sần sùi ha. Rồi. Dạ lần trước em cũng có một cây gì cũng bán y chang dán vậy nè. Rồi, cây này hoành bao nhiêu? Cái này hoành 23. Hoành 23, rồi đó chiều cao. Chiều cao nhiêu? Không. Ta bay qua gì thôi, khỏi cao. Có gì vậy anh Năm ha? Rồi, dán bay. Cao mấy? Nhiều. 8.000. Bay mét mấy? Mét hả? Mét rồi. Bay mét. Giờ biết con đo cái cũ biết, đo cái cũ. Đo cái cũ luôn con. Con nói lớn đi con. Nó lớn lớn là cho chú bé. Nói lớn nó cho mấy anh nghe được chứ thỏ thẻ quánh già thỏ thẻ. Hoành 38. Cái đó cũ hay cái đó hình cũ á? Này bình eo chỗ này đây. Cây này được chào giá là 4 triệu nha. Cây cần thăng, cây cần thăng quái dạ. Quái vừa quái quái vừa bay bay ha. Dạ. Vừa bay vừa quái được chào giá là 4 triệu. 4 triệu dạ. Rồi tiếp tục đây là cây vú sữa. Dạ. Rồi, đo hành đi báo cáo hành đi biết đây. Dạ hoành 27. Hoành 27, rồi bé Vi đo chiều cao, bé Vi đây chiều cao với tán rộng. Chiều cao này có tầm khoảng chừng 1m2 không? Không, 1m1. 1m1 và tán coi. Tán 90. Tán 90. Ý sữa dạ. Là đang thời kỳ bó trái các bạn ha. Đây. Dạ, lớn nhỏ có đầy đủ bông luôn anh Năm. Nhiều mấy... lắm anh Năm ơi. Trái tập chín rồi. Năm nhỏ nhỏ quá trời. Để ngay chỗ này ai đi ngang cũng bóp hết trơn. Để... giấu cái chai thấy ở trong để ngay được ai đi ngang bóp cái bóp dạ. Cái giờ nhỏ mềm xèo. Nè trái nhỏ quá trời luôn anh Năm ha. Nhỏ này. Trái nhiều vậy cây này. Nói chung là cái cây vú sữa này ngoài cái lá nó ra tại vì cái lá nó có hai màu á. Dạ. Có màu xanh với cái màu nâu nó làm cho cái cây nó rất là hấp dẫn. Với đồng thời những cái trái nó tròn nó lủng lẳng luôn rất là yêu ha. Nhìn ta rất là yêu. Cưng lắm. Rồi, dạ, đây, cây sữa này được chào giá là 6 triệu. Đây, cây vú sữa được chào giá là 6 triệu các bạn dạ, ha. Đây. Dạ. Làm sao sẽ quay cận cảnh cây vú sữa nha. Cây vú sữa ở đây. Rồi, tiếp tục chia sẻ dạ, thì. Dạ. Thì bắt đầu đo đi bích. Đi trong đó đi con. Ở trong được. Trong luôn. Bích vô trong luôn rồi. Bích vô trong luôn con, không có mất thời gian. Rồi, đây là cây bông trăng vàng. Cái này mình chơi Tết kịp không hàng?
dư luôn anh. Dư nó đang lấy bông quá chừng anh ơi. Nó bói nụ là vừa thì kịp, khi nó bói nụ là kịp. Nè anh, ví dụ nó có lên bông đi nữa nè, nó cũng chớ bông lên quá rồi. Cây quanh bông. Dạ quanh 14. Quanh 14 rồi. Cây thứ nhất. Cây bông trang thứ nhất, bông trang vàng. Chiều cao bao nhiêu? Con đưa cho mình vậy nè. Đó rồi. Rồi 45. 45 tán rộng. Tán rộng 80. Tán rộng 80. Cái trang là trang gì? Đâu đó lại coi. Tới tới đây. À. 80. Bông trang là trang vàng phải không? Trang vàng anh. Cây thứ nhất là giá bao nhiêu? 6 triệu. Cây bông trang vàng cây thứ nhất là được chào giá là 6 triệu. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn là cây bông trang vàng cũng màu vàng luôn, cây thứ hai. Cây thứ hai con. Dạ cái này là hoành là 12. Hoành 12 à, chiều cao. Chiều xuống chút con. Ừ. Chiều cao 50. Tán rộng. Tán rộng 85. Rồi cây bông trang thứ cũng hai là 6 triệu anh ơi. Cũng là 6 triệu ha. Rồi đây thông thu cận cảnh gốc. Cây thứ ba. Tại tờ con bắt năm qua mới lấy xong. Rồi tiếp tiếp tục chia sẻ các bạn cây cúng bông trang vàng. Bông trang vàng thứ ba. Là quanh 10. Quanh 10. Rồi đo chiều cao đi Huy ơi. Cao 55. À rộng. Tán rộng 85. Rồi cây cây thứ ba cũng là chào giá 6 triệu. Cũng 6 triệu hết ha. 6 triệu hết các bạn. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn cây bông trang vàng thứ tư, thứ bốn, bông vàng thứ bốn rồi. Cái này hoành 10. Hoành 10. À chiều cao. Cao 55. À tán, tán rộng. Tán rộng 75. Rộng 75. Cây số 4 cũng chào giá là 6 triệu anh ạ. Cũng là 6 triệu đồng giá hết hả ta. À đây. À các bạn cứ lựa chọn ha, Lâm Thu sẽ quay vừa quay tặng rộng vừa tán tán rộng mà gốc rồi quay cho nhánh trong bên trong. Nói chung là đi tháo dây kẽm hết các bạn. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn cây số số 5. Cây số 5 bông trang vàng cũng bông trang vàng. Cũng hoành 10 luôn. Hoành 10 chiều cao. Cao 60. À tán rộng. Ừ. Đó, đo về. Ừ. Nó cái thẳng cái thước như này. Không? Không, cây này 56 à. À. 56. À, tán rộng bao nhiêu? Tán rộng, tán rộng 80. Tán rộng 80, cây số 5. Là 6 triệu anh năm. Cây số 5 này cũng được chào giá là 6 triệu à, 6 triệu các bạn ha. Đây cây số 5 đây. Giờ thì nó cũng là cốt nha các bạn ha. Hơi lâu, nó hơi mắc mà tại anh em ta hỏi cũng nhiều quá thôi lấy cốt các bạn. Cây số 6. Không chân vàng như nó mắt không chân đỏ rồi. Thôi tiếp tục cây cây cuối cùng phải không? Dạ. Cuối cùng là cây bông trang số mấy? Số 6 cũng là bông trang vàng. Hoành 14. Hoành 14 rồi, chiều cao báo cáo chiều cao. Cao 60. Là 60 rồi tán rộng. À. Tán rộng. Tán rộng 95. Tán rộng 90 mấy con? 95. 95 à. À đây. À, cây số mấy đây? Số 6 anh Năm ơi, 6 triệu anh Năm. Cũng được chào giá là 6 triệu. Là đồng giá 6 cây, mỗi cây à, 6 triệu. Đây các bạn thấy lô hàng đồng giá là 6 cây các bạn dạ. Thấy không? 6 cây thì Năm Thu cũng đã chia sẻ hết các bạn rồi. Từng cây một để cho các bạn có sự lựa chọn ha. Mỗi một cây là 6 triệu các bạn ha. Dạ. À. Rồi, tiếp tục chia sẻ anh các bạn. Anh Năm ơi, ghi một cây Sam Vin đó Năm. Sam hả? Đây. Dạ. Rồi, cây này là... Hoành 16 anh Năm. Hoành 16. À, dạ. Cây này cái dáng hơi bay bay rất đẹp ha. Dạ, dạ. Đẹp rất đẹp. À, cao nhiêu? À, cao 28. 28, ngang nhiêu? Ngang 45. Ngang 45. 2 triệu anh Năm. À, cây được chào giá là 2 triệu. Dạ. Cây đẹp thần chậu lâu anh Năm. À, thần chậu. Dạ, già dữ lắm anh Năm. Nè không, xương già, dạ. À, được chào giá là 2 triệu phải không? À, 2 triệu. Rồi, xong. Dạ. À, xin ra, đi, xin mời cây kế tiếp. À. Bắt đầu từ đâu nữa à? Rồi, báo cáo nhanh nhanh lên ha. Báo cáo. Rồi. Đó cây này đi con. Quả tùng. Đây, quả tùng. Dạ. À, quả tùng với tuyết tùng nó là một ha. Cái này giờ em mua thì người ta bán tao nó quả tùng, vậy em nói quả tùng cho nó chính xác. Tao nói quả quả mình à, nói quả không à. Chứ bây giờ nhiều lúc mình nói bậy không nhiều. Dạ. 17. 7. 7 hả? 7. Rồi. Đằng bay. Con cầm qua. Quả tùng 90 à. 90 à, chiều cao. 8. À, chiều cao. Cái bài cái tán hôm qua rồi. À, đã kéo chiều cao đi, chiều bay rồi. Chiều cao 20. Rồi, cây hỏa tùng này được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ 2 triệu rưỡi anh Năm. Hỏa tùng được chào giá là 2 triệu rưỡi. Dạ. Rồi.
vô đi con. Làm đứng bên đây dễ hơn. Rồi, tiếp tục rồi, chia sẻ với các bạn đây là cây quyệt, à, quyệt quế. Dạ. Này lá sống bằng chùm á anh. Lá sống bằng chùm. Dạ. Hoành bao nhiêu đây? Hoành nhiêu con? Dạ cái này. Hoành 59 ạ. Hoành 59. Rồi. Quý vị đo chiều cao với tán rộng đi. Chiều cao 90. Cao 90, tán rộng. Tán rộng con. Tán rộng 100. Tán rộng 100. Rồi, cây quyệt quế này được chào giá bao nhiêu đây? 54 triệu anh Năm. Cây quyệt quế được chào giá là 14 triệu, rất là già cây ha. Hồi nãy mình cũng đã báo cáo con số của Hoành ha. Nãy Hoành dạ. Nhiêu ở Bích? Nghe nhớ không Bích? Quanh nhiêu con? Quên rồi, chính quên xác rồi. Đi. Không, thà vậy mình đo là cho nó chính xác tí xíu. À, tại có những cây bự bự. Lúc anh em tới xa, người ta muốn mua mà ta không biết nó bao nhiêu á, thì cũng mấy, ta nói cho nó dễ. Như con. Chính xác lại. 58. Quanh 58. Rồi, tiếp tục chia sẻ em nào nữa đây. Tiếp tới thì cái này là một cặp, bây giờ mình đo một cây được anh Năm nha. À. Nè cái cây quả tùng nè con. Đây cặp quả tùng các bạn ơi. Bây giờ mình đo một cây thôi nha anh Năm nha. À, đó tiêu biểu thôi. Đo cái chiều bay ra với lại cái eo được con. À. Đo eo nó đi Bích, con đo eo đi con. Với cái tầng lại, bay với cái tầng bay nó dài được mà. Chứ giờ mà nó nhiều 8. À 8 phân, tầng 8 phân. À. Bay 100 hả? Bay cũng là 2 triệu rưỡi anh Năm. À hai cây là 2 triệu rưỡi hết. Rồi mình còn đo cây nào nữa? 2 triệu rưỡi. À. Cao 15 à. Rồi, chứ giờ nó nhiều thôi mình đo một cây thôi nha anh Năm. Rồi tiếp tục chia sẻ em nào nữa. Tới vú sữa đi bắt cây vú sữa. Dạ. Vú sữa cây bông giấy thì mới về phải không? Dạ. À đó cây vú sữa. Mới về mới quay. Ừ. Cái này là Hoành 29. Hoành đâu? Hoành 29 con né quan cái con né cái bao Hoành cho bác xem nào. Đó lại đi con, Hoành. Đó lại đi con. Lấy cây này ra con dễ. À. Hoành bao nhiêu? Nhiều. Nói lớn lên. 29. Rồi đó chiều cao. Quay Huy đó chiều cao với Hưng ơi. Nhanh nhanh ra coi em. Bắt chiều. Cái này nó cao quá. Nãy vô lấy cái cây thước ấy ra dùm cây anh bước vô lấy cây thước đi ra. Cây thước sắt á, cây thước sắt nó đẩy lên nó tới những chiều cao cao đó. Chiều ngang bao nhiêu? Ngang 80. Chiều ngang 80. Cái chiều cao cây này nhiều hơn đâu tới không hơn? Chiều cao cây vú sữa đây. Mình sơ lược cho anh Năm ha. À, cao quá, chiều cao chứ khoảng chừng mét này mét mốt vậy mét à. Thôi được rồi, chừng hao vậy được rồi, không tính mét. Ờ, mét mét mốt không? Tính mét đi. Ừ. Nào các bạn thấy không? Cây vú sữa này là được chào giá là 4 triệu rưỡi. Được chào giá là 4 triệu rưỡi, có nhiều trái lủng lẳng quá ha. Dạ, trái 4 triệu rưỡi trong đây mấy trái? 1 2 5 nhỏ nữa là mười mấy trái anh Năm ơi. Không tính trái lớn vậy. Trái lớn là 5 trái. 5 trái mà tới 2 triệu rưỡi vậy trái 500 ngàn. 4 triệu rưỡi anh Năm. 4 triệu rưỡi vậy là trái tới nguyên trái gần 1 triệu. 900. Cây tính trái thì Năm chết em. Là hai trái là mất 900 ngàn nha các bạn. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn. Nông thôn nói đùa cho vui ha. Là cây này chào giá là 4 triệu rưỡi. Cái trái này thì khi mà chuyển đi xa nó dễ bị rụng hằng ha. À, tụi em sẽ cột là hả? Cột lại. Một lấy giấy cột là hả? À, chứ đi xa nó dễ bị rụng. Anh Năm, giờ cái cây đưa luôn mẹ. Cây con giấy. Tới ra cây chung quýt này thì bây giờ mình đo đại trà cho nhanh đi Năm ơi. Chung quýt thì đo đại diện thôi. Một cái lô chung quýt này mấy cây? À, hai cây hai giá khác nhau. À. Cái này là chiều cao 70. À, chiều ngang nhiêu? À, tán rộng 50. Tán rộng bao nhiêu? 50. 50 Hoành nhiêu? Hoành tính 14 đi Năm ơi. Rồi, cây cung quýt này được chào giá nhiêu? Chiều 2 anh Năm. Được chào giá là 1 triệu 2. Cây cung quýt Việt Nam ha. Dạ. Việt Nam nó có bộ rễ đẹp không ha. Việt Nam. Dạ. Cuối Việt Nam. Rồi. Dạ. Rồi, một cây này nữa anh Năm. Cây nào nữa? Đây, hai cây. Cho xa mấy anh dễ lựa chọn. Chỉ cái đợt này về hai cây. Cây này là chiều cao. Được cao nhiêu? Cao là 75 anh Năm. À. Hoành rộng nhiêu? À, tán rộng 55. Hoành nhiêu? Tán rộng tính 17 trên 5 ơi. 17. Dạ, cũng là 1 triệu 2 năm. Cũng là 1 triệu giá là 1 triệu 2. Rồi bắt đầu ta tiếp tục ta chia sẻ cây bông giấy. Bông giấy rất là hoành tráng. Eo lại đây nè. Eo xong đo cũ luôn. Cái này con Bích đo hai cái Bích ơi. Đo cũ trước đi con. Đo cũ. Kéo cái cũ sắc gốc nè. Đây nè. Con đo cũ trước. Đúng rồi. Cũ sắc gốc á. Cũ sắc gốc. Ừ. Đó, đó cũ là đó vậy nè. À, đó. Vỗ bao nhiêu? À, 100, 107 thôi 50, trừ hao đi 50. Rồi, eo. Eo đây nè con. Ừ. Tính phải trừ hao đi con. À, cái cũ là 107 hả? Dạ. Eo nhiêu? Eo tính 70 anh 50. Eo 70 rồi chiều cao, chiều ngang. À, 2 mét rưỡi. Chiều cao 2 mét rưỡi hả? Rồi chiều ngang con bé Phi đo tôi nhiêu? Chiều ngang 80, 90. À. 90 anh Năm. 90 hả? Tán rộng 90. Rồi cây này bông giấy Mỹ phải không? Dạ. Cây này được ghép hay là zin? Zin anh Năm. Zin luôn hả? Dạ. Rồi cây này được chào giá là bao nhiêu đây? 28 triệu. À được chào giá là 28 triệu cây bông giấy Mỹ nè ha. Dạ. Rồi hàng đính kèm có theo cái gì không? À, dạ cũng là một cái đôn anh. À một cái đôn.
Rồi. Cái đôm không được thì cho cái chậu hàng Nga, chứ nhiều lúc cao quá cái đôm sợ nó bị lặt cái năm. Đúng rồi, cây này cho đôm không có được, nó cao quá đó. Thì bây giờ hồi đó giờ vừa mình bán vậy, ví dụ anh em có lấy không lấy thì mình tặng cái chậu hàng Nga. Nó là cái dạng như mà cái đôm chân, cái dạng chân thì đẹp hơn, chứ cái đôm cao dạ, được, dạ, cái đôm cao cũng ấy lắm, cao lắm anh Năm ha. Cao lắm, đôm dạ. Đôm cao cao lắm, chỉ đôm chân, cái đôm dạ. Chân được. Rồi tiếp tục chia sẻ. Bắt qua đây con, cây cẩm thị con. À, các bạn thấy bông giấy Mỹ màu đỏ ha, mà nó phải kêu màu đỏ không? Nè, bọc này kêu màu gì? Màu tím, tím, tím hả? Rồi bắt đầu chia sẻ tiếp tục, đây là giới thiệu các bạn, đây là cây cẩm thị. À, cẩm thị, rồi báo cáo anh. Dạ, cái này hoành 45. Hoành 45, rồi đó. Qua mới bán cây có trái cho năm. À, cao 40. Cao 40. Cao 40. Cao 40, rộng bao nhiêu? À. Kéo qua không? Rồi, rộng bao nhiêu? Dạ, rộng 120. Rồi, cây cẩm thị được chào giá bao nhiêu đây? Dạ, chủ ơi? Là 5 triệu rưỡi anh Năm. Cây cẩm thị được chào giá là 5 triệu rưỡi để nông thôn quay đây mới gặp. Cái cây này, bởi vì khi mình đặt vô cái chỗ này, cái vị trí chỗ này quay phim, nhìn cái cây nó không có được đẹp. Đúng rồi, xây qua Hưng, Hưng, Hưng xây là cái cây này coi. Xây qua cái cho anh Năm luôn, nó mới đúng anh Năm ha. Đứng góc này cho nhìn kỳ quá. Quay quay cái tàn qua hướng này cũng được. Để cho nhìn cái tàng bay nó đẹp hơn phải không? Dạ. Đó, đưa cái nãy đưa cái tàng nãy nhìn cây. Con quay từ từ chứ năm mấy. Rồi 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 ok. Trời được. Chặt cái năm. À được. Nó hơi chặt cái năm. Được hơn đây được hơn. Trả ngược vậy chút xíu, trả ngược vậy chút. Rồi ok. Ok vậy ha. À được rồi đó. Đó. Đó mình phải nghe mình mới biết được nó đẹp với cái cây nãy đưa. Rồi, tiếp tục chia sẻ. Ở cây nào đó đây? Dạ, tới cặp tùng anh Năm. Tùng là Hán phải không? Dạ. Vẽ bi qua góc này đi. Qua góc này luôn đi. Rồi, tùng La Hán. À, rồi, bích con ơi. Bích báo cáo thông số. Eo nhiêu? Dạ, eo 19. Cũ. Ừ. Dạ, cũ 50. 50, rồi. Bé bi cho chiều cao, bi đo chiều cao. Thẳng lên trên miệng, thẳng lên con. À. Cho cao 80. Ngang. Ngang 90. Đây, tùng La Hán. Đây được chào giá bao nhiêu? Cây đó 6 triệu anh Năm. Được chào giá là 6 dạ, triệu ha. 6 triệu anh Năm. Dạ. Rồi, tiếp tục chia sẻ dạ, các bạn. Cây thứ 2. Cây thứ 2. Cây thứ 2. Cái chừng nó rớt cái chân tao cái là nghỉ luôn nhanh hơn. Nghỉ chơi luôn á. Rồi, đo hành đi. Quay luôn. À. Dạ, cái này. À. Bao nhiêu? Dạ 23. 23. Rồi, đó chiều cao. Cao 95. Cao 95, chiều ngang. Ngang 85. À, ngang 85, rồi tùng cái thứ hai cũng chào giá là 6 triệu anh Năm. Cái tùng thứ hai có được chào giá là 6 triệu. Rồi mình còn rồi, cái gì nữa cái tiếp là cây me, bích quay qua me luôn con cho nhanh. À. Cứ đứng chỗ nào là xây cho nó liền cho nhanh. Cây me, à, gốc me đây. À. Hai cây này nhìn cũng quái quái anh Năm. Cái này hoành 20. Hoành 20, chiều cao. Cao cái cây thước nó thẳng lên nha Vinh. Cao 70. Rồi, tán rộng. Tán rộng con. Tán rộng 85. Rồi, cây me được chào giá nhiêu đây? Dạ, 3 triệu rưỡi. Cây me được chào giá là 3 triệu rưỡi. Rồi. Đây các bạn ha. Rồi, tiếp tục cây thứ hai. Cây thứ hai. Cao hoành đây con. Nó làm sao mà cái thân nó cong được vậy hay quá Tâm? Nó quắn này em nghĩ chắc là nhỏ quá. Chắc từ rồi. Nhỏ ha. Rồi, vành bao nhiêu đây? Dạ, cái này là vành 18. Vành 18. Cao 50. Cao 50, ngang bao nhiêu? Dạ, ngang 80. Rồi, cây me thứ hai được chào giá bao nhiêu? 3 triệu rưỡi anh Năm. Cũng chào giá là 3 triệu rưỡi. Sao đợt này mình có nhiều chậu đẹp quá vậy Hằng? Dạ. Nhiều này có vô cây, em dịm vô cái này cho chậu nó sang sang, ta chơi nhìn nó đẹp chứ xíu anh Năm. Dạ, chị này vô chậu đẹp, đó, nhìn nó sang cây ha. Dạ. Tiếp tục chia sẻ với các bạn, đây là cây quả tùng không? Dạ, quả tùng. Quay quay về hướng này đi con. Quay quay cái mặt hướng này. Bên kia, bên rồi. Kia, bên kia. Mặt tiền bên kia ha. Bên kia xe rồi. Quay qua. Rồi. Thay nữa xe chút xíu nữa. Rồi ok. Rồi báo cáo thông số. À, quá đẹp nè, cái này đẹp nè. À, các bạn bao nhiêu? Dạ cái này quanh là 9. 9 chiều cao. Cao 70. Tán rộng. Chiều hao nha con. 60. Rồi cái ngoại tuần này được chào giá bao nhiêu đây? 6 triệu anh Năm. Ngoại tuần này được chào giá là 6 triệu các bạn ha. À. Bích. Qua đây cây giấy luôn con. À, tiếp tục cây giấy. Dạ. À cây ổ cái ông giấy này mới nhập về hả? Mới nhập về nữa. À. Rồi. Bên em giấy là từng nào ra? Bây giờ con đó eo xong cái đó cũ con giấy này hả? Dạ. Eo bao nhiêu? Dạ eo 35. Eo 35 cũ, kéo cũ đi. Cái này á là giấy gốc giấy ta ghép cẩm thạch nha Năm, nhưng này mà gốc giấy Mỹ nha anh. Đây cái bông giấy của mình. Dạ. Cái nào mình phải nói cho nó đúng cái đó. À. Dạ. À, cũ bao nhiêu? Dạ cũ
80 đi. 80 hả? Rồi. Nó lớn lớn tụi con. Rồi đo tầng bay đi. Tầng bay với chiều cao. Tầng bay 90. Chiều cao bao nhiêu? Chiều cao 50. Chiều cao 50 ha. Rồi. Rồi, cây này được chào giá bao nhiêu đây? Cây này được chào giá là 11 triệu anh ạ. À, cây bông giấy cẩm thạch ha. Giấy cẩm thạch. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn. Rồi, tới cây trang nha anh Năm. Cây bông trang đỏ hả? Dạ, nãy, trang đỏ 5 thân. Hồi nãy bông trang vàng, giờ tới bông trang đỏ. Dạ, hả? Trang đỏ, có một cây vậy Năm ơi. Có một cây, cái này dạ. Để Trần Hưng nó bê thôi ha. Trần Hưng bê đi. Cho nó ốm bớt. Trang đỏ nha Năm ha. Cho nó ốm bớt, Hưng nó mập dạ. Quá, nó béo phì rồi. Anh Năm ơi, là tán rộng là 60. Tán rộng là 60, cao là nhiêu? Cao 50 anh Năm. Cao mức đó chậm chậm á, đó chậm chậm chậm. Dạ. Cho nó xuống bê. 50 anh Năm. Con thì bình thường. Cho Hưng nó. 5 thân anh Năm. Cho Hưng nó bưng cho nó phê. Cây này được chào giá là 2 triệu nha anh Năm. Từ từ nha chú Thu, thiết làm thiết dạ, là chậm thiết là chậm. Cứ làm cứ chậm chậm từ từ. Đây 1 là 1 2 3 4 5 là cố tình chậm cho Hưng nó lâu lâu có dịp điền Hưng hả. Được chào giá nhiêu đây? Dạ 2 triệu. 2 triệu. Rồi, xong rồi, nói vậy thôi chứ Thu không hết ai điền luôn ha. Cây hồng ngọc mai ôm đá. Hồng ngọc mai ôm đá. Bây giờ nó ôm cục đá thì thôi mình đo chiều cao tán thôi nha anh Năm nha. Chứ ôm cái để nó ôm vậy làm sao mà mình đo ấy được anh Năm ha. Có cây hồng ngọc mai nữa ôm Hưng không? Dạ không anh. Không có cây đó. Cái này cao 55 anh Năm. Cao 55. À. Tán rộng 40. Tán rộng 40. Dạ. Rồi đo cục đá luôn, cục đá bự. Cái tay Hưng ấy vô về được anh Năm chứ đá mình đo nhiều lúc nó không ấy được như kia. Anh Năm ha. Rồi cây được chào giá 3 triệu. Cây này chào giá là 3 triệu. Nhưng mà cây này có thể bật mí là cây nhà mình của ông Nhân hay là mua? Cây này là cây của ông Nhân nè, trồng từ xưa giờ nè. Ông nói chung Nhân. Là có ông chừa là mấy cây chân. Ông Nhân, xong ông bây giờ ông hoài chưa hết cứ hả? Đem lên bán cây nồng nó ôm lại cắt nữa, mình lấy lại là năm cho nó dính cứng rồi đem lên bán. Còn nói chung mấy cây à. Lâu lâu ông dím hào, lâu ông tung ra anh em tung đó, ra em. Sao đó, anh thấy rồi đó. Rồi, được chào giá nhiêu đây? Dạ, cây nó 3 triệu. Rồi, giá là 3 triệu. Đây là hàng của ông Nhân nha bạn. Nhanh luôn, bê đi con. Rồi. Cái đâu cái này rẻ anh Năm ơi. Rồi. Rồi, xong rồi Hưng ơi. Các bạn thân mến, cái lô sam này nó rẻ hơn lô kỳ rồi nha anh. Cái lô sam này á, nếu mà các bạn không thuyết minh thì các bạn cứ nghĩ là cái lô hàng nguội của từng rồi. Nhưng mà thực tế là tuần nào bán hết từng đó. Đây là cái lô này, lô là tuần mới nhập về hôm qua. Rẻ nè, lô này rẻ hơn nè. Lô này nó rẻ hơn từ rồi hả? Dạ 48 anh Năm. 80 chiều cao nhiêu? Chiều cao thôi tính 35 thôi Năm. 35 rồi cây được cầm giá. Giá 700 ngàn rẻ hả? Kỳ này rẻ hả? Thì bắt rẻ bán rẻ đó. Rồi cái trước nó 950 chen vậy Năm ơi. Nó chỉ có 90 với nhau thôi. Vì xây ra chi xíu nữa con. Đó là cái lô hàng này nói chung là nó trên là không có cao, nó đang nhưng mà giá đồng giá là 700. 700 hết, nó nguyên một lô luôn Năm. Luôn một lô. Rồi. Dạ. Rồi đem xuống rồi con trả về chi tụi. Rồi, bây giờ mình rẻ mình bán rẻ anh Năm, còn khi nào bắt mắt mình bắt mắt ta chứ còn. Chia sẻ với các bạn đây là lô. Dâu, đây là cái dâu để cho chú để cho Hưng ôm hoài tội nghiệp. Đứng ngoài sao quay, đứng né qua đây nè đâu con. 1050. Rồi chiều cao. Chiều cao. Cao 32. Cao lên. Đó cao lên thấy giờ đẹp đó. Đo eo, đo eo luôn thẳng. Sẵn ra con thẳng con bé ở vị đó luôn. Rồi 22 à. 22. Dạ. Rồi cây được chào giá nhiêu đây? 3 triệu rưỡi anh Năm. Dạ 3 triệu rưỡi. Dạ. 3 triệu rưỡi các bạn ha. Hưng dạ. Mở tay rồi, để xuống Hưng ơi. Tội nghiệp Hưng quá. Rồi tới cây sâm trái anh Năm. Sâm trái. Có cây anh Năm ơi. Ồ. Sâm trái. Rất là đẹp các bạn ha, sâm trái. Chiều cao nhiêu đây? Chiều cao 70 anh Năm ơi. Chiều cao 70, hoành nhiêu đây? Dạ hoành là 16. Hoành 16, tán rộng nhiêu? Tán rộng 67. Rồi, cây sâm trái được chào giá bao nhiêu đây? 6 triệu anh Năm, trái nhiều lắm anh Năm. Được chào giá là 6 triệu. Anh Năm thấp xuống chút xíu hơn nè. Thấp xuống cho anh Năm trái nè, trái quá chừng luôn. Đâu trái đâu. Nè Năm. Đứng chùm trái chùm chùm. Trái nhiều trái tiêu ha. Dạ. Rồi. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn cái gì. Cho ra đắt lên, không quay cái gì cho nhẹ, cái mai chú thầy vô đừng nói chuyện đó. Con tập trung vô đi. Tập trung cao độ. Tập trung chuyên môn đi ha, để tranh thủ thời gian. Rồi, hoành đi con. Đó hoành, chào quý một nồi thế này đây. Cây này là cây mai chiếu thủy này, lá lớn rồi ta, lá lớn nó xiết nhỏ lại hơn. Dạ. Lá lớn nó xiết. Này lá lớn. Rồi cái rễ nhiêu đây? Quanh đế. Dạ. Quanh đế nhiêu? Quanh đế là 120. 120 rồi eo. Rồi, quanh eo. Eo kéo lên trên nữa. Ứng luôn chỗ đó, chỗ con đi. Cái nút này nè. Đây nhiêu con? Mình eo 70. Eo 70. Rồi chiều cao và tán rộng, báo cáo chiều cao và tán rộng nhanh lên các con. Nhanh đi con. Chiều cao 50. Tán rộng.
vô chuyên môn đi. Bán rồng 70. Rồi, cây này mai chiếu thị. Mai chiếu 7 thị. Triệu anh Năm. À, được chào giá là 7 triệu. Dạ. Được trồng vô cái chậu dĩa ha, đào tạo là được lâu năm. Hai đứa vô bưng Đỗ Quyên đi. Đỗ Quyên nó bưng nổi không? Nổi anh. Đỗ Quyên đứa bưng cây đi. Quyên đứa bưng cây đi con. Nổi không? Nổi, làm sao nó khi nổi? Nổi, nổi. Rồi ai đo đây? Đo luôn hả? Năm chiều cao. Đo chiều cao tăng rộng thôi. Dạ. Đây là hai người đẹp. B hai cây Đỗ Quyên các bạn ha. Đây hai cây Đỗ Quyên đây. Cao 70 nha Năm. Cao 70 chiều ngang nhiêu? À, chiều ngang 65. Rồi bên kia đo cây Cung Vi. Cứ cầm vậy con chịu khó chút xíu con gái ha. Cao cũng 70 Năm ơi. À ngang nhiêu? Tăng rộng cũng 65 luôn. Đây là cây Đỗ Quyên là các bạn. Đỗ Quyên bông rất là lâu tàn, có bông và nụ rất là nhiều đây để em thu cận cảnh từ một ha. Mấy con chịu khó chút xíu ha. Không phải là chú thu ác chú thu đì đâu, nhưng mà cái công việc chú thu bắt buộc như vậy không? Bắt Năm chỉ có đi đì chút xíu thôi, đi chút xíu ở vậy ông nói ý bà chủ nói bắt Năm làm việc nhẹ mà lương cao. Rồi để xuống bé Vi nói tay rồi, bé Vi nói tay rồi, còn bé Bích nè không rất đẹp rồi, để xuống Bích đây, nụ còn rất là nhiều ha. Năm ơi bây giờ mình đo tiêu biểu hai cây vậy thôi nha, rồi được có 4 cây thôi. Giá 2 triệu một cây. À, các bạn thân mến, cái lô hàng này, lô hàng là cây Đỗ Quyên. Đỗ Quyên được đánh tán rất là lạ, rất là dễ thương. Nó đang chỗ bông và tiếp tục có nụ. Được chào giá là mỗi một cây là 2 triệu anh. 2 triệu rưỡi của cái lô hàng. 2 triệu anh Năm, 2 triệu một cây. À, cây được 2 triệu một cây. Cây chào giá là 2 triệu của cái lô hàng mình nhập về mấy cây rồi? 4 cây hả? 4 cây anh Năm. Hưng. 4 cây đồng kiểu các bạn lưu ý ha. 4 cây đồng kiểu đó bắt tay là 1 2 3 4 5, 5 tay các bạn lưu ý ha. Là ở đây cái gì ha? Cái này khi mà chơi thì nông thôn nghĩ là các bạn nên chơi một cặp để hai bên nhà nó rất là yêu ha. Là đây cái nụ nè, nụ rất là nhiều các bạn. Nụ đây. Nụ nè, bông nè. Bông rồi nụ nè. Rồi, và cái lô tiếp tục là nó cũng giống y chang phải không? Dạ. Nó ba cái này bài. Có 2 cây thôi anh Năm. Cái lô này có 2 cây, cái tán hơi bye bye. Đang có nụ, đang có bông. Rồi. Cái này thì 1 triệu một cây nha anh Năm. 1 triệu một cây. Dạ. Có thông số. Dạ, thông số luôn hả anh Năm? Ờ thông số. Dạ. Rồi, cao 38. Rồi, chuyện ngang. Khỏi bích. À. 60 anh Năm. À 60. Tán rộng. À, tán rộng 60 nhánh cho mình có chân cái ha. Tại vậy thôi. Vậy mình tính vậy thôi chứ nhỏ ha. Được chào giá là mỗi một em là 1 triệu. Triệu. Rồi. Dạ. Còn cây nào nữa không? Dạ còn Mai Chú Thủy, bích vô con. Vô tập trung đi. Mai Chú Thủy. Một cây Mai Chú Thủy. Ờ, cây mai chú thủy được gốc rất là to. Dạ. Ừ. Đo hành, có gấu hành. Cái này hai lá để đổ vòng cho nó chích cho nó kịp tốt. Khoảng nhiêu? 30. Chiều cao 45. Cao 45. À, chiều ngang nhiêu? Ngang 80. Ngang 80. Đây cây mai chú thủy được đào tạo rất là đẹp các bạn. À, được chào giá bao nhiêu đây? 6 triệu rưỡi anh Năm. Được chào giá là 6 triệu rưỡi. Mình gốc này. Rồi mình còn cây nào nữa không nào? Dạ, vô trong luôn anh. Cây giấy với là cây trà phúc kiến. Đây cây giấy này. À, cây bông giấy. Đó, giấy này với mình mà giấy chính quế anh Năm. À. Cái này hoành 15. Hoành 15, đó chiều cao. Cao 70. 70, đáng rộng. Đáng rộng cũng 70 luôn. Rồi, đôi chào giá là bao nhiêu đây? 1 triệu rưỡi anh Năm. Đôi chào giá là 1 triệu rưỡi các bạn ha. Đây là cây bông giấy của mình đây không? Giấy mình đó anh Năm. Rồi còn cây nào nữa không? Quế anh Năm. Dạ cây này nè con. Cây trà phúc kiến. À trà phúc kiến. Đây trà phúc kiến. Em xuống con. Xuống dưới. À. Xuống chút nữa. Rồi chỗ đó được rồi. Vậy chỗ kia nó bự quá không được. À. Rồi vậy nó thiếu 1 cam được. Dạ cái này hoành 13. Hoành 13 chiều cao hơn mét à? Hơn mét không? Cao 1m1. Cao 1m1 tán rộng nhiêu? Tán rộng nhiêu? Tán rộng 70. Đây cái trà phúc kiến còn gọi cái bùm sụm được chào. Dạ. Giá bao nhiêu đây? 5 triệu anh Năm. Được chào giá là 5 triệu. Dạ. Rồi tụi con quay qua tập trung nè. À, tiếp tục đây. Bắt đầu mình ra đây bên Năm ha. Đây mình sẽ ra nha. Ra đây đi con, hai cây này. Đo gốc vượt quế rồi con. Ờ, vượt quế. À, tiếp tục chia sẻ các bạn đây là vượt quế. Vượt quế này về nhiều lắm anh Năm ơi. Vượt quế hả? Dạ, vượt quế nhiều. Nói chung giá cũng dễ chơi. À, hoành bao nhiêu? Vậy cái này hoành 35. 35, ở chiều cao? Cao 50. Cao 50, tán rộng? Tán rộng 50. Rồi, vượt quế được chào giá nhiêu đây? 1 triệu 2 anh Năm. Đây là được chào giá 1 triệu 2. Cho nó vô cái triệu 2. Ừ. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn là cái mẫu cây số 2. Mẫu cây số 2. Cái này hoành 33 đó, chiều cao cao 40 ngang.
1060 rồi cũng là 1.2 anh Năm, cũng là 1.2 rồi. Dạ. Rồi có nhỏ cây ngâu, ngâu đi con, cây ngâu đây. Đây cái này hoành 22, hoành 22 chiều cao, cao 65, cao 65, tán rộng, tán rộng 55, tán rộng 55. Cây ngâu này được chào giá 1.5 triệu anh Năm. Cây ngâu này được chào giá 1.5 triệu. Cây ngâu là mình có mấy cây nha? Có 1 cây anh Năm. Có 1 cây duy nhất các bạn. Nếu bạn nào thích thì nhanh tay chốt ha. Rồi tiếp tục. Trang hồng này cũng có 1 cây anh Năm. Trang hồng. Hoành đi đo luôn đi bây giờ đi. Đo được không? Cái này hôm qua cửa thầy đứa kia đi cho nào. Hoành 12. Hoành 12 chiều cao và tán rộng. Tán rộng 55. Tán rộng 55 chiều cao. Chiều cao thì 35 anh Năm. Cây này kịp Tết. Kịp Tết luôn anh Năm. Rồi cây trang hồng này được chào giá 1.7 triệu. Trang hồng này được chào giá 1.7 triệu. Rồi mình tiếp tục cây nào nữa nào. Rồi. Anh Năm ơi, kỳ này cái gì là lô kim bút anh Năm. Đây chú Hưng. Chào bạn đi. Đây, đây cây kim bút. Dạ. Em mua tin. Cây kim quýt à, đây bây giờ này em bóc đại ra chứ đừng không có lựa gì nhanh Năm. Rồi. Có cái thì ở dưới ta vô chậu sẵn, có cái chưa vô chậu. Rồi, báo cáo thông số. Rồi, báo cáo thông số. Đo quanh bích nhanh con. Còn ông Hưng, Hưng khỏe quá Hưng, chậu giống lực sĩ quá ha. Ta làm hai tay tay chậu cho nó hết. Sang chút. Dạ, cái này quanh 14. 14 chiều cao. Chiều cao. Cao con. Chiều cao cái này là 28 anh Năm. Tán rộng. Tán rộng là 35. 35. Đây là cái cây lô kim quýt Thái. Kim quýt Thái Lan. Dạ. Mỗi một cây được chào giá bao nhiêu nè? Lô kỳ này có 600 ngàn mà được chậu đẹp luôn nha Năm. Lô chỉ có 600 ngàn thôi. Cái này rẻ nha Năm. Rồi ok. Cái này. Bưng lên rồi Hưng. Bây giờ kể như là chia sẻ với các bạn thử là hai mẫu không? Hai mẫu tại em mua sao vậy em bán vậy, có cái ta vô chậu vậy em bán vô chậu, có cái này ta chưa vô chậu, chưa vô chậu anh Năm nha. Rồi. Thì nói 80 với nhau. Tháng năm ha thì mình nói cũng đồng giá là 600 ngàn các bạn thấy không? Cây lớn hơn. Lớn nhỏ nhích nhau một chút xíu. Bởi vì khi mà mình chào hàng nguyên lô thì đưa cây lớn nhất và cây nhỏ nhất. Đúng rồi, đúng. Nên lấy được số bình quân cũng là 600 ngàn cây phải không? Dạ 600 anh. Rồi, được rồi, mình đi cây khác đi, đừng mất quá nữa thì giờ nhiều quá. Đúng rồi. Cây này hai cây chanh cam anh Năm ơi. Hai cây bông trang màu cam. Dạ. Vàng cam. Không, màu cam. Rồi. Cái này quanh 11. Quanh 11, chiều cao bao nhiêu? Cao 60. Cao 60, tán rộng. Tán rộng 90. 90, được chào giá là bao nhiêu đây? 7 triệu cây anh Năm. Được chào giá là 7 triệu rồi. Chanh cam em được có hai cây anh Năm. Này. 7 triệu cây. Rồi đo thông số cây thứ hai đi. Cái này hoành 12 đó Năm rồi. Hoành 12 rồi đó chiều cao. Cao 60 các Năm. Rồi tán ngang. Đấy, tán nhất. 70. Tán ngang anh Năm để bao nhiêu? Tán ngang 90 anh Năm, khi đo tán là phải đo bên này nè. Đo bên dài nhất đó bên con. Dài nhất đó. Con chọn bên dài. Khi mình đo tán mình tại cái cây nó không có tròn, đâu phải cây nào cũng tròn, thành ra mình có chọn bên dài nhất mình đo. Rồi cây được chào giá nhiêu? Cũng là 7 triệu anh Năm. Cũng được chào giá. Cam được có 2 cây anh Năm. Rồi. Rồi tiếp tục cái nào nữa? Rồi vô đi cô con. Cái này hả bạn? Phải còn cây xanh cũng vui. Rồi tiếp tục bốc cao. Em bê ra đây. Dạ cái này hoành 21. Hoành nhiêu? 21. Rồi chiều cao con vi đo chiều cao. Cao 85. 85 tán rộng. Tán rộng đi con. Tán rộng 80. Cây sam đó, sam zin đó Năm. Sam zin. Hàng khai thác, cây đó được chào giá 2 triệu anh Năm. Được chào giá là 2 triệu các bạn ha. Rồi đến nông thôn cận cảnh cho bạn thấy ha. Mấy triệu chứ? 2 triệu anh Năm. Rồi giá 2 triệu. Dạ. Anh Năm ơi, còn một cây gân tô hú. Rồi tiếp tục chia sẻ với các bạn đây cái gân tô hú. Trời ơi cây bự chà bá gì bắt ông Hưng quên nữa hả? Thôi tội nghiệp Hưng quá. Cái này hoành 35. Hoành 35. Biết mà chị biết. Rồi, chiều cao. Chiều cao 50. Chiều cao 50, tán rộng. Tán rộng 70 anh Năm. Tán rộng. Tính 66 xanh 50 thì nhau đi cái này nữa đi. Rồi. Cây này tên gì? Găng tô hú. Găng tô hú rồi được. Sao mà hai lá làm chi vậy? Tại vì lặt lá uống vô kẽm anh Năm. Nó mới đẹp á. Lặt lá. Xong nó có bông không? Em chưa thấy. Chưa thấy. Hôm nào chưa thấy chưa nói. Thấy là đẹp luôn. Nói chung là mới bán có mấy cây mà chưa có thấy, về là khách ta lấy hết rồi. Chưa thấy thành ra đâu có dám nói. Rồi em mà được giá nhiêu? Là 4 triệu anh Năm. Giá 4 triệu rồi. Dạ. Dạ tụi con tùng tụi con. Đây là lô tùng phải không? Bây giờ lô tùng mà mình chỉ hai cây đồng. Có một cây 1.5 triệu còn toàn bộ là 1.2 triệu. Cây nào 1.5 triệu đâu? Đây cây 1.5 triệu. Bây giờ mình đo cây 1.5 triệu trước đi ha. Dạ. Còn cây 1 lô 2. Lại là mình đo ấy ha. Năm một cây thôi. Cây tiêu biểu thôi. Chứ giờ cái này hoành 20. Hoành 20 chiều cao.
cao 50. Cao 50 tán rộng. Tán rộng ở đây nè con. Ờ đó bên này rộng nhất đó con. Tán rộng. Tán rộng 90. 90. Ok, được chào giá nhiêu? Dạ 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Còn mấy dạ. cây trong kia? Còn một lô trở lại là 1 triệu 2 năm. Rồi đó. Đo cây tiêu biểu. 2 tiêu đó. Biểu thôi con. Cây tiêu biểu thôi. Đây. Vì cây... nãy giờ cho bắt năm vô. Năm quay có được. À. Cái này dạ hoành là 25. Hoành 25. À sắp đúng rất đo chiều cao luôn, có đúng cái chặt quá không lấy viên vô không được. Vậy, nãy, cao 53. 53 tấn rộng. À. À tấn rộng. Rộng 65. Tấn rộng. Tấn rộng bao nhiêu? Dạ 65. 65. À các bạn thân mến, đây là cái lô hàng tùng La Hán à, đồng giá. Thành ra Nam Thu chỉ là chia sẻ chừng một cây để làm mẫu thôi bà ha. Hầu như nó gần giống nhau thì thời lượng chương trình có hạn thì Nam Thu không thể nào quay chi tiết từng cây một. À, có gì các bạn cứ liên hệ trực tiếp lại nhà vườn để biết thêm chi tiết ha. Rồi còn cây nào nữa đây? Dạ cái mận Hoàng Yến năm, cái một quế đây luôn đây năm. Đâu đâu? Đây nè năm ơi. Đâu? Đây mình đi luôn cho nó mau, còn có đây đường thẳng rồi xong rồi. Rồi đi con. Vượt quế, đây vượt quế nữa hả? Đó, rồi. Rồi vượt quế là báo cáo gốc bao nhiêu? Dạ, hoành 38. Hoành 38, chiều cao. Cao 60. Cao 60 tán rộng. Tán rộng nhiêu? Tán rộng 70. Tán rộng 70, rồi cây vượt quế được chào giá bao nhiêu đây? Dạ 4 triệu rưỡi anh năm. Vượt quế được chào giá 4 triệu rưỡi. À, lùm lùm rất là đẹp ha, rất là yêu. Rồi mình còn cây nào nữa không? Cây cũng đẹp kế luôn, bích bích. Cây trong luôn con, cây trong đẹp á, cây trong đế bự á. Ừ, cây nó hoành bự lắm đó. Đó, cái đó đúng rồi đó con. Dạ cái này hoành là 42. Hoành 42, à, chiều cao. Cao 60. Chiều cao 60, tán rộng. Tán rộng 80. Rồi, cây nguyệt quế này được chào giá bao nhiêu đây? 4 triệu rưỡi anh năm. Cũng được giá là 4 triệu rưỡi. Rồi bích. Tới qua bên kia đây con. Cây 3 triệu rồi con. Đâu hoành. Mấy cây nó hết rồi. Mận chưa? Dạ dạ. Cái này là hoành 36. Hoành 36, à, chiều cao. Cao 70. Cao 70, tán rộng. Tán rộng 60. 60. Đây, cây này được chào giá là 3 triệu anh năm. Cây này được chào giá là 3 triệu. Rồi, tiếp tục cây nào ở đây? Đi con. Rồi, báo cáo. Dạ cái này hoành 35. Hoành 35, chiều cao. Cao 70. Cao 70, tán rộng. Tán rộng 90. Tán rộng 90, rồi cây nguyệt này được bao nhiêu, chào giá bao nhiêu đây? Dạ 4 triệu rưỡi. Cây này. Cái mặt tiền bên kia kìa. À, dạ 4 triệu, 4 triệu rưỡi. Đó, tiếp nữa nè con, đây nữa nè. Rồi, tiếp tục. Dạ, tiếp đi con. Đó. Này là củ không? Đo đo hoành em trên được rồi. Ở mình củ bắt năm quay là khách đã thấy rồi. Mình cho nhanh. Dạ cái này hoành 33. Hoành 33. Chiều cao tán rộng. Cao 70. Tán rộng. Tán rộng 70 luôn. À được chào. Được chào giá bao nhiêu đây? Dạ. Cây này được chào giá là 4 triệu rưỡi anh năm. 4 triệu rưỡi. Dạ. Rồi tiếp tục đâu nữa nào? Rồi tới cây sam luôn đi con. À. Vậy cho bắt năm khỏi mất thời gian. Cái này sam khai thác nhanh năm, cây zin nhanh năm. À sao? Dạ. Dạ cái này mình 40. À 40, chiều cao. Cao 80. Cao 80 tán rộng. Tán rộng 100. À sao mà sam khai thác các bạn ha, được chào giá bao nhiêu? 6 triệu anh năm. Được chào giá là 6 triệu. Dạ. Rồi mình còn cái nào nữa không nè? Dạ, còn một quế qua quế mận Quần Yến đó là xong mình năm ơi. Quế đây nữa giùm em cái nữa cái mận Quần Yến là xong. Rồi con đo luôn hay con. Cứ quay qua luôn một quế, một quế gì đó. Dạ cái này hoành 26. Hoành 26. Cao 80. Tán rộng luôn đi con Quy. Tán rộng. Tán rộng 70. Rồi, vượt quế được chào nhiêu cây? 2 triệu anh năm. À đây là cái lô chào giá là 2 triệu cây, chào giá 2 triệu. Bắt đầu quay qua đây đi con. À, cây nào nữa đây? À. Anh năm lướt mà em cây lập vườn luôn năm. À. Có khách người ta hỏi đó mà giờ cái lô đó từng rồi mình không có quay lại được anh ạ. Cái lập vườn rồi đó. Dạ, bên đây cây nha. Bên đây nha. Khi anh kêu em lướt qua cho anh coi cái ảnh anh điện. Ảnh qua Đà Nẵng. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn, đây là cây cúng cây quyệt luôn ha. Dạ quyệt, cây này quyệt giờ em về hơn nhiều. Cây này quyệt quế về nhiều. Dạ cái này hoành 30 ạ. Hoành 30, chiều cao. Chiều cao con. Cao 70. Cao 70, tán rộng. Cầm khéo cái thước nha, tại đó nó đo thiện thẳng hơn cái này. Dạ. 70 luôn. 70 ạ. 70, cây được chiều cao nhiêu đây? Là 2 triệu anh năm. 2 triệu, rồi còn cây nào nữa? Quay đây đi con, bắt đầu lại là tới 10 điểm hết rồi, 3 cây quyệt nè. Còn 3 cây quyệt, rồi tiếp tục. Tiếp tục đi con, đây nè con, nhanh đi, cho khách người ta nhìn, người ta chọn cây nó dễ hơn. Tại mình nhiều quá.
Cái này hoành 27 ạ. Hoành 27, chiều cao. Cao 60. Đang rộng. Đang rộng trên đây nè Bi, đổ xuống vậy nè con. Ừ. Đúng rồi, đang rộng 70. 70 rồi chào giá. 2 triệu đúng anh Năm? 2 triệu, à, tiếp tục chia sẻ các bạn. Dạ cái này hoành 30. 30. Cao 60. Cao 60, đang rộng. Đứng lên đo mà. À. Đáng rộng 80. 80, cây này có... Cái đó cũng được chào giá là 2 triệu anh Năm. Cũng 2 triệu luôn hả? À, cây này 3 triệu nè, đo được rồi. À, còn có cây này giá khác chút xíu ha. Dạ cái này hoành là 26. Hoành 26 là chiều cao. Cao 55. Cao 55, à, tán rộng bao nhiêu? Tán rộng 60. Anh Năm đang ra bông quá chừng luôn anh Năm. Cái này lá sắn bông chùm anh Năm. À, cây này được chào giá bao nhiêu? Dạ, 3 triệu anh Năm. Chào giá là 3 triệu. Đây, còn 3 cây bông hoành yếm nữa. Rồi, tiếp tục. Dạ, chia sẻ. Anh Năm quay mạng quần yến. Bích bích con dán lá ấy lên nè Bích. À, đó, ấy lên con. Yến trái nhiều lắm anh Năm ơi nè. Trái quá chừng luôn. Đó, mạng quần yến nào có trái ha. À, trái. Ô tém lá con lấy cái tay con ấy khách rồi đâu thấy nữa nè Bích con ấy lên vậy nè con. Cho khách bà coi. Nhiều lắm. Muốn trong đây nè sâu sâu nhiều lắm anh Năm ơi trong đây nè. Muốn cho ta thấy rõ nữa con hái thì chùm chùm để tay con đưa đi. Muốn cho thấy rõ nữa có vậy thôi. Rồi, đó đi con. Rồi. Nó tại bạn thấy đây trong đây nè, trong đây nè. Này mà thấy à, trái núp kêu chồng để sợ mấy đứa bé là năng nó ăn hái năng hết rồi nó trái phải nhấu chồng nhấu rồi tí hoành bao nhiêu? Dạ hoành 40. 40 rồi chiều cao. Năm ơi. Cao 80. Cao 80 rồi tán rộng nhiêu? Tán rộng 60. 60 rồi cái mạng. Cái mạng hoàng yến này được chào giá là 3 triệu anh Năm. Mạng hoàng yến được chào giá là 3 triệu bạn. Dạ. Trái rất là nhiều nó núp bên trong hết. Rồi. À. Lên cái chiều cao để chơi luôn. Rồi, à, tiếp tục dạ. Chia sẻ với các bạn. Sao tôi vô đây được trời? À, vô đường này không? Đây là có còn hai. Mặn yến luôn anh Năm. Hai gốc mặn bự chà bá nè. Anh Năm cái này mà tết anh Năm là trái đỏ cây luôn vậy, trái nhỏ quá chừng luôn này. Chiều cao bao nhiêu cây là bông bông hay trái? Trái anh Năm ơi, trái chứ không phải bông anh Năm ơi. Trái nha anh Năm. Dạ cái này hoành 65. Hoành 65. À, chiều cao nhiêu? Chiều cao 1m6. 1m6 còn còn 8.5. 8.000 mét rồi hả? Rồi, cây mặn. Cao luôn. Gốc bên đây đẹp hơn. Quay qua đây trái nhiều lắm anh Năm. Gốc bên đây đẹp hơn. Sao mời em bán hết cây rồi? Cái mặn bự chà bá ha. Sao mời em ra hết cây rồi anh Năm? À. Dạ, 3 cây em ra hết cây rồi. À, 13 điểm. Dạ. À, cây này được chào giá nhiêu đây? 13 triệu anh Năm. Cây mặn này được chào giá là 13 triệu ha. Dạ. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn, cây mặn thứ hai cũng là tên gì? Cũng tên Hoàng Yến luôn hả? Rồi cũng y vậy luôn. À. Cái này là hoành 66. Hoành 66 hả? Chiều cao 1m6. Chiều cao 1m6. Tán ngang cũng 1m1. Tán ngang 1m1, đứng góc này nhìn đẹp hơn. Rồi cây này được chào giá bao nhiêu? Cũng là 13 triệu anh Năm. Cũng là 13 triệu. Rồi chúng ta còn cái gì nữa không nào? Dạ hết rồi anh Năm. Ơi các bạn thân mến, cây mặn Hoàng Yến trị giá là 13 triệu phải không? Dạ. Cũng là kết thúc cái chương trình báo giá ngày hôm nay ngày 21 hả? 22 năm. Ngày 22 tháng 12 năm 2019. Là năm thu rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai cũng như ủng hộ vườn tiễn Nguyễn Văn. Rất một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thấy clip này phù hợp thì nhấn chuông ủng hộ cái thằng Cẩm Thu. Còn bạn nào mà chưa subscribe chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Cẩm Thu những video mới nhất. Trước khi chia tay chúng ta gặp lại bà chủ vườn và dàn ekip đây những cô gái xinh đẹp đã báo giá cho chúng ta trước chương trình sáng giờ. Dạ, cuối giờ tuần cũng chúc chú bác anh em được nhiều sức khỏe và ủng hộ vườn tiễn Nguyễn Văn hoài hoài. Anh Năm cũng rất cảm ơn Hằng với hai cháu cháu Vi với cháu Bích đã cộng tác cùng anh Năm để làm hoàn thành xong một cái chương trình báo giá được thành công tốt đẹp. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Chúc Hằng thật là nhiều sức khỏe, mua may bán đất rồi có nhớ đi săn lùng những mẫu cây đẹp lạ và bán giá hữu nghị đó anh em mình chơi ha. Thôi bye bye, hẹn ngày gặp lại ngày thứ bảy vui vẻ.